Chào mừng mọi người quay lại với 3D Easy và mình là Po, và hôm nay chúng ta lại quay lại với series Supplement Painter với cái video cuối cùng, đó chính là cách mà chúng ta render như thế nào và cách để chúng ta có thể export những cái map ra để sử dụng như những cái phần mềm khác. Nào không dài dòng hay cùng nhau bắt đầu thôi nha. Qua những phần trước thì chúng ta đã gần như là hoàn thành và chúng ta tìm hiểu đầy đủ những cái tính năng thuộc dạng là cơ bản để chúng ta có thể làm tester trong Supplementer rồi. Thì video này là mình nghĩ là sẽ là video cuối cùng trong series Supplementer cơ bản này. Chúng ta sẽ bắt đầu render thử cái object và export map để đưa vào những cái phần mềm khác để làm những công đoạn tiếp theo. Thì để mà render, mọi người sẽ bấm vào ra ngoài nha. Mọi người đang trong mask nè, hồi nãy giờ mình đang trong chế độ mask nè. Thì để mà render, các bạn bấm ra ngoài bất kỳ một cái filter khác. Thì bạn thấy những cái công cụ ở đây là nó sẽ chuyển qua, nó có cái hình ghi hình camera như thế này, ghi là render array. Rồi mọi người sẽ bấm vào phần render array này. Rồi, mọi người sẽ đợi một chút để nó boot cái phần render này lên, nó sẽ hơi lâu á. Giờ nó đã boot lên mà nó đang render. Mình sẽ bao lại trước để mình nói sơ qua trước về cái phần render này. Thì cái render này nó làm gì thì nó giống như là kiểu mì ăn liền vậy. Thì mỗi nếu mà mọi người lười, không có xuất má hoặc là mọi người không muốn đưa qua những cái phần mềm render khác, thì mọi người muốn có một cái hình ảnh để show hẳn lên Facebook. Là khi mà mọi người làm việc thì mọi người muốn capture lại để leader họ check cuối ngày hoặc là gửi cho khách hàng cái bản whip như thế nào, thì mọi người có thể sử dụng tính năng array này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đó chính là phần sample đi. Bow Array Rendering thì là để khi mà bạn bow thì bạn dừng, bạn bấm cái nữa thì nó sẽ render tiếp. Sample nghĩa là cái mức độ chi tiết của cái hình của bạn muốn như thế nào. Ví dụ số này càng nhiều thì cái hình của bạn nó sẽ rõ hơn và nó không có bị noi. Cái này tùy theo ấy mà mình tăng, thường thì mình để 1000 hoặc là 2000 gì đó. Tiếp theo là cái đặc biệt của Array này chính là cái thời gian render, là bạn có thể kiểm soát được là bạn muốn render bao lâu, giây hay là phút, và bạn muốn render trong mấy phút. Thì trong lúc mà bạn render thì cái số iteration sample nó sẽ tăng lên. Nếu mà các bạn không set á, các bạn set nhiều á, thì cái số này khi nào mà nó tăng lên đủ cái lượng sample của bạn thì nó sẽ ngưng. Bạn set ở đây thì nó sẽ ngưng. Còn ví dụ như bạn set 2000 mà các bạn nên cho nó lên 5 phút mà nó vẫn không có tới được cái lượng 2000 á, thì nó cũng sẽ tự động ngưng luôn. Nghĩa là cái thời gian này nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được thời gian render của chúng ta. Cái tiếp theo đó là Override Resolution. Các bạn bật cái này lên để các bạn chỉnh cái size của cái tấm hình khi mà chúng ta render ra. Còn nếu mà các bạn tắt cái này thì nó sẽ render theo cái resolution của cái viewport chúng ta. Nó sẽ hơi low res, cho nên tốt nhất là bạn bật và các bạn chỉnh hình. Save là để save sau khi mà render xong, và share là save annotation. Rồi, phía dưới này sẽ có hai cái mục shader setting và display setting. Mình sẽ nói phần display setting trước. Cái environment map là cái mà HDR để chúng ta có thể kiểm soát ánh sáng. Ví dụ như ở đây mình đang là để Tomoko Studio. Nếu mà mình chuyển qua những cái HDR khác thì mọi người sẽ thấy là cái ánh sáng nó sẽ thay đổi. Đó, nó sẽ thay đổi đi. Và nó không còn giống cái cũ của mình nữa. Và cái thứ hai là mình có thể giữ shift, giống như viewport giữ shift và kéo chuột phải để có thể thay đổi hướng ánh sáng. Thì chúng ta muốn là cái hướng ánh sáng như thế nào để chúng ta render thế đó. Rồi, đây mình bow lại một chút. Kéo xuống dưới, nó sẽ có thông số là dim. Và đây là clean color hoặc là draw. Hai cái này khá là quan trọng. Mình bấm render nhé. Clean color là một là nó, các bạn muốn cái background của bạn là một màu sạch, hay là cái background của bạn là nó sẽ có background của cái environment. Và ở đây draw là mình sẽ để clean color để cho dễ nhìn nhé. Ở đây bạn có thể thay đổi cái màu của cái background nè. Các bạn muốn thay đổi màu gì cũng được. Mình thì để màu xám xám như vậy. Thứ hai là cái phần ground. Cái ground này các bạn để ý nè. Nếu mà các bạn không check vào phần ground thì cái model cũng đây nó sẽ không có cái mặt đất, và nó sẽ không có độ bóng, nhìn nó sẽ không có được thật cho lắm. Thì tùy vào mọi người thôi. Mọi người thích thì mọi người bật, còn không thì thôi. Reflectivity là các bạn muốn cái model cũng là nó có bóng xuống dưới cái mặt đất hay không. Đó, cái mặt đất muốn bóng thì các bạn tăng cái này lên. Còn nếu mà các bạn không muốn mặt đất nó bóng thì các bạn giảm xuống màu đen, thì cái mặt đất nó sẽ lì, nó sẽ không có reflect cái model của chúng ta xuống dưới đó. Đôi khi á, thì bạn bật cái rail lên thì object của chúng ta nó sẽ bị lúng, hoặc là nó bay lên trên, hoặc là nó sẽ bị lúng xuống dưới cái rail như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ kéo cái thông số y này nè. Chúng ta kéo để nó có thể cái object của chúng ta nó sẽ nằm đúng trên mặt đất. Rồi,
đó, chúng ta sẽ đặt nó đúng lên mặt đất. Thì đó là, để mình xem lại còn gì nữa nha. À, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái phần camera. Ở đây là cái background rồi, còn đây là cái camera. Camera này rất là quan trọng nha. Camera này nó sẽ có thông số như này là depth of field. Mình dựng cái render một tí. Lắc quá. Ok, mình kéo ra cho nó dễ nhìn. Ở đây mình có depth of field là 25. Là hai cái này là giống như là setup cái camera để giống như tiêu cự, để mà giống như các bạn nào học chụp ảnh thì các bạn biết sẽ tiêu cự là gì. Thường là mình sẽ để 35 hoặc là 50 là nó sẽ ok nhất. Đó. Còn nếu mà các bạn để tiêu cự nó nhỏ quá, ví dụ như các bạn để 14 chẳng hạn, thì cái hình của bạn nó sẽ bị méo. Khi mà các bạn zoom vào đó, cái hình của bạn nó sẽ bị distort, nó méo, nhìn nó hơi weird. Tốt nhất là mình để 35 hoặc 50. Thường là mình để 35 hoặc 50 gì đó là mình thấy ok nhất, là cái hình nó không có bị distort lắm mà nó gần giống với lại mắt người bình thường người ta nhìn hơn. Thì bạn nào học nhiếp ảnh thì là biết photography sẽ biết điều này. Cái quan trọng tiếp theo trong cái phần camera đó chính là cái bod effect. Cái bod effect này là gì? Thì sau khi các bạn render xong á, các bạn để mà, các bạn thấy là các bạn có thể tùy chỉnh cái hình ảnh chúng ta, giống như Photoshop thì chỉnh nó sáng lên nè, hoặc nó tối lại, chỉnh gamma này nọ, nhìn cho cái hình nó ảo diệu hơn một chút. Nếu mà các bạn không chỉnh bối effect, nhìn nó cứ nhạt, nhìn nó hơi khó chịu. Thì bạn nào muốn nó nhìn nó ảo thế thì các bạn có thể chỉnh bằng cái là tone mapping nè, các bạn chỉnh gamma, expo, depth of field, vignette nè, là cho cái đó, cái viền bên hai bên nó tối lại chẳng hạn. Để người ta tập trung vô, các bạn có thể thêm glare đó, cho nó chiếu mấy cái kim loại. Thì bạn nào thích cái nào thì chỉnh cái đó. Color correction thì các bạn có thể chỉnh màu cho nó đậm hoặc là màu nó lợt. Rồi contrast rồi các kiểu thì nó giống như những cái Photoshop thôi kìa. Bạn có thể vào đây để active cái body effect này lên để có thể chỉnh. Rồi, đó là phần camera. Ở đây còn gì không? Cái viewport này thường là mình để mặc định, không có chỉnh gì hết. Tiếp theo đó là shader setting. Cái này là để chúng ta có thể chỉnh cái shader khi mà chúng ta render. Thì thường là mình không có động chạm gì vô đây nhiều hết. Thứ nhất là nếu mà các bạn để subsurface scattering thì các bạn có thể làm gian rồi thì các bạn nên bật cái này. Còn bình thường cái này mình không có thì mình tắt nó đi cho nó nhẹ. Cái thứ hai là chính là cái MSC intensity. Thì khi mà các bạn làm những cái vật thể mà nó có ánh sáng, có đèn, bạn xài map MSC á, các bạn có thể tăng cái này lên để cho nó sáng hoặc là tối. Tăng cái MSC intensity nè. Thôi mình đường thì mình cứ để mặc định như thế này. Rồi các bạn sẽ displayment thì các bạn bật lên. Displayment là gì thì chắc mình nghĩ là mấy cái video nâng cao hơn mình sẽ nói về cái này, chứ cái này cơ bản thì mình nghĩ là chắc cũng không cần lắm. Nếu mà nói nhiều quá mọi người sẽ bị loạn. Cái quan trọng đó chính là PPA Metal Rub. Đó các bạn, thì cái này là cái shader mà khi mà chúng ta làm việc rồi thì chúng ta để mặc định nó như vậy. Còn mọi người muốn xài những cái shader khác thì mọi người có thể thử nó. Mình thì để mặc định. Rồi, đó là những cái mà mình cần thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ render. Để nó setting hết thì chúng ta sẽ render. Rồi để cho nó render, thường mình để 5-10 phút chỉ cho nó chạy lên. Và sau khi xong thì chúng ta sẽ save render rồi. Và chúng ta save ra thành bức ảnh. Thì đó là cái cách mà chúng ta render. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái cách export texture như thế nào. Để đảm bảo export thì mọi người phải vào phần file và phần export texture ở đây. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái preset sẵn cho mọi người. Nếu mà mọi người làm về những cái gì thì nó sẽ có những cái đó. Ví dụ như mọi người làm về Adnon hay là Adnon Udim, hay là mọi người làm về Corona, Gray Engine, Dota, GameLoft, Keyshot gì đó, thì nó sẽ có những cái preset sẵn cho mọi người có thể sử dụng. Và nếu mà không muốn chỉnh sửa gì, mọi người có thể dùng những cái preset này. Còn không á, thì mọi người có thể vào phần configuration và chúng ta sẽ thể tạo những cái texture, những cái custom ở đây. Để mà cho mọi người có thể hiểu được nó như thế nào thì mình sẽ sử dụng custom để chúng ta tạo nha. Thì để mọi người có thể hiểu hơn về quá trình này. Thứ nhất, ví dụ như bây giờ mình muốn tạo một cái texture gồm có bicolor, metal knit, rough knit và normal. Và mình do là mình chỉ có một cái texture set ở đây thôi, cho nên là mình không cần udim. Chọn qua cái phần PPA rough knit này, mình sẽ lấy sẵn một cái preset có sẵn đi để mình đỡ phải
nó tạo ngay từ đầu. Giờ mình cứ lấy Biba Metanet Dropnet đi. Rồi mình sẽ custom nó lại theo ý mình muốn. Thì để mà bắt đầu làm việc thì mình sẽ duplicate cái này ra. Và mình đặt tên nó, duplicate đặt tên nó là BBA Metal Drop Custom chẳng hạn. Mình custom nó. Thì đầu tiên mình sẽ xóa hết đi cho mọi người dễ biết. Mình chỉ chừa đúng mỗi cái heatmap thôi. Ok, mình để cái này đây. Để ví dụ mình muốn tạo bay color đúng không, thì mình sẽ vào phần RGB alpha. Cái map của mình sẽ có RGB và alpha. Thì để mà tạo bay color thì mình sẽ lấy cái map bay color ở đây. Mọi người thấy có cái bay color. Mình đắm mình kéo vào phần RGB. Tại vì màu nó sẽ có ba kênh là RGB đúng không. Và mình đặt RGB alpha là bay color. Alpha map nhiều khi là chúng ta làm test chơi chúng ta sẽ sử dụng alpha. Cho nên là mình sẽ lấy opacity là cái channel alpha chúng ta bỏ vào đây và raise channel. Thì cái channel alpha này chỉ có một cái kênh ray thôi, chứ nó không có đủ ba kênh red, green, blue. Đó là chúng ta kéo thả vào alpha channel. Và mình sẽ lấy cái tên này, mình copy xuống dưới đây. Cái tên đó sẽ là cái mesh, là cái mesh của chúng ta. Là cái ghế này, khi mà lúc mà export qua substance mình đặt tên là cái gì, chair, ship gạch, gì đó. Thì nó sẽ lấy cái tên mesh của chúng ta. Texture set là nó sẽ lấy cái tên của texture set này. Để chúng ta biết là chúng ta đang làm việc cái map đó là để gắn vô cái texture này. Và cái dưới này chúng ta sẽ đặt là bay color. Để chúng ta biết là cái tấm này là bay color. Đó là chúng ta vừa tạo xong nè. Nó sẽ gồm có bay color ở trong đây và alpha ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái map Dropnet. Dropnet là cái map trắng đen thôi, cho nên chúng ta sẽ không xài cái kênh red, green, blue, mà chúng ta sẽ xài cái kênh gray thôi. Chúng ta tạo một cái map grayscale này. Chúng ta lại copy y chang nó bắt vào và chúng ta đặt là Dropnet. Đó. Và cái Dropnet này có gì? Thì là Dropnet. Thì chúng ta kiếm những cái map ở trong này thì nó sẽ có là Dropnet. Do là cái vật liệu ban đầu chúng ta làm việc là Bicolor, Dropnet và Metallic, Metalnet, Metallic nè, và Normal và Heatmap. Cho nên là chúng ta sẽ có sẵn những cái map này. Còn những cái map mà cho chúng ta không có làm việc trên Specular hay là trên những cái Transmission. Cho nên là nếu mà bạn, mọi người lấy những cái Specular mà mọi người bỏ vào đây á, rồi chúng ta sẽ có Dropnet. Chúng ta kéo thả Dropnet vào và tạo trong Gray Channel là chúng ta sẽ có được cái map Dropnet. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng normal map, tại vì mình có làm việc với normal map mà đúng không? Trong này mình có làm việc với normal map này. Chúng ta cần một cái normal map. Thì normal map là RGB, normal map nó có màu như thế. Các bạn cứ nhớ là có màu là RGB, còn mà trắng đen là grayscale vậy thôi. Normal map chúng ta sẽ copy và chúng ta paste vào đây. Và chúng ta xài normal. Ok. Rồi. Chúng ta có thể lấy cái normal này. Cái normal chúng ta kéo vào đây. Nhưng mà substance đặc biệt á, các bạn nhớ là lúc mà làm texture mình nói là cái heatmap trong substance nè, sau khi làm xong nó sẽ combine lại, nó sẽ merge với cái normal để cho chúng ta được một cái normal gốc. Cho nên nếu mà mọi người lấy cái normal này á, thì nó chỉ là cái normal chúng ta làm việc thôi, nó sẽ không có thông số heatmap khi mà chúng ta làm việc như thế này. Cho nên là để mà lấy cái normal mà có thông số heatmap á, các bạn sẽ vào cái phần gọi là convert map. Thì nó sẽ có convert sẵn cho chúng ta rồi, cho nên chúng ta chỉ cần bóc đúng cái normal mà chúng ta cần muốn. Thì mình là OpenGL. Lúc đầu mình tạo project OpenGL á, thì mình sẽ lấy normal OpenGL và mình thả vào đây, mình chọn RGB. Còn OpenDirectX là cái kênh green nó bị ngược. Những bạn nào làm 3D Max hay Maya đều biết đó. Normal trong 3D Max thì nó bị lật ngược, ngược kênh green. Còn normal Maya thì nó là kênh green nó đúng. Cho nên là nó sẽ có hai chế độ là DirectX hoặc OpenGL này. Tiếp theo là chúng ta là có heatmap. Đó, heatmap thì mọi người cứ lấy đúng cái heatmap quăng vô. Hồi nãy mình không có delete channel heatmap, nhưng mà heatmap nó tương tự như Dropnet vậy. Tạo một cái kênh ray và lấy heatmap quăng vào. Rồi đây là cái đầy đủ những cái map mà mình nghĩ là cần thiết để có thể sử dụng. Nhưng mà nếu mà mọi người sử dụng cái workflow là Specular Gaussianite thì sao? Tại vì ban đầu chúng ta làm việc chỉ có Dropnet với Metallic thôi. Ở đây mình thiếu Metallic nha. Mình tạo nhanh Metallic. Copy, bát. Ở đây là mình đặt là metal. Rồi. Lấy cái metallic ở đây, mình thả vào Resin. Đó thì nếu mà mọi người muốn làm việc ở Specular Gaussianite thì sao? Thì substance nó cũng, các bạn nhìn đây nè, cái phần convert map nó vẫn convert cho chúng ta cái phần Specular Gaussianite luôn. Cho nên nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể tạo. Ví dụ Specular thì là RGB nhá. Specular của cái workflow Specular Gaussianite là Specular nó là có màu. Rồi ở đây mình sẽ copy, mình paste qua đây. Mình để là Specular. Đó,
và mình lấy cái convert. Bạn không thể lấy trong này nha. Nếu mà các bạn lấy trong này là nó sẽ không ra gì đâu, tại vì chúng ta không có làm việc với specular. Khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta không có làm việc với specular. Nếu mà các bạn lấy trong này thì nó sẽ không có cái kênh specular trong này, cho nên nó sẽ export ra một cái map màu đen, hoặc là nó thông báo là bị lỗi, không có export được cái map specular. Chúng ta phải lấy specular từ đây, tại vì cái specular này là nó sẽ convert từ bicolor và metallic, nó sẽ convert ra cái specular này cho chúng ta. Và với cái specular này chúng ta có thể làm việc trên cái workflow specular log scenic kia. Đó, RGB. Đó, specular này RGB rồi, thấy không? Các bạn thấy không? Nắm kéo là nó hiểu RGB nè. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy log scenic thì đương tự thôi. Ta copy, ta paste. Đó. Bạn nào muốn chắc chắn thì có thể export thêm những cái map phụ như thế này. Đó, log scenic các bạn nắm kéo thả vào Ray Channel. Rồi đó. Ngoài ra các bạn nếu muốn lấy ambient occlusion, lấy những cái map như AO hoặc là curvature gì đó, thì các bạn có thể dễ dàng tạo một cái đây. Các bạn copy y chang. Các bạn đặt ở đây là AO. Xong rồi các bạn có thể lấy những cái map AO bên này, các bạn thả vào để nó export ra AO cho chúng ta. Rồi ok, để là đợi lại vậy là xong. Chúng ta qua phần bên này, chúng ta sẽ chọn cái config này. Chúng ta chọn qua cái hồi nãy mình mới vừa làm nè, Metalnet Roughness Custom. Các bạn thả xuống ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ export ra những cái map mà như nãy giờ chúng ta đã setting. Đó, Bicolor Roughness Metalist gì đó. Cái Infinity này thì các bạn nên để nguyên, thì cái này là cái kiểu như là UV á, mọi người chải thì nó sẽ export tràn ra bên ngoài UV. Để cái gì mà khi các bạn rescale texture thì nó sẽ không có bị mất texture phần UV. Nói chung là cái này nó hơi advanced một chút. Và bạn nào mới tập tành thì cứ để Infinity thôi, không gì hết. À, các bạn chọn cái đuôi mà mọi người muốn export. Ở đây mình sẽ chọn đuôi tiếp hoặc là tạc ga gì đó. Các bạn làm game thì hay để tạc ga, còn những người làm phim này nọ thì hay để đuôi tiếp hoặc là BNG gì đó, nhưng mà mình để thường để đuôi tiếp. Và bit thì mình để 8 bit nha, 16x32 bit thì nó hơi nặng, mình nghĩ là không cần thiết. Tiếp theo cái phần quan trọng đó chính là cái phần size. Thì các bạn muốn 2K thì các bạn export 2K, hoặc là các bạn có thể export thấp hơn, hoặc là các bạn có thể export 4K. 4K thì lúc mà export á, setting nó sẽ đồng tính toán lại tất cả mọi thứ, chứ không phải là nó lấy 8 2K nó upscale lên 4K nó export cho mọi người, và nó sẽ tính toán lại tất cả mọi thứ, cho nên nó sẽ hơi tốn thời gian, nó sẽ lâu. Tại vì document size nè, nó ngoài document size là cái size chúng ta đang làm việc là 2K, thì khi mà chúng ta export cao hơn nó phải tính toán lại tất cả mọi thứ, nó phải tính đủ thứ lại, nó upscale mọi thứ ở trong cái layer chúng ta thì nó mới export cho chúng ta nguyên bản 4K luôn. Đó là chất lượng nó đảm bảo, chất lượng nó tốt, nhưng mà nó bị một cái là nó phải mất thời gian tính toán hơi lâu. Thì đó, sau đấy mọi người sẽ chọn đường dẫn. Ở đây mình điều một cái folder đi, rồi copy cái này lại, đường dẫn này lại để tí nữa mình mở cho mọi người xem test chơi thế nào. Select folder. Sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm export. Rồi chúng ta sẽ đợi nó export. Đó, các bạn thấy nó đang tính toán ở dưới nè, để export cho chúng ta. Ở sau khi export xong mình nó sẽ cho chúng ta là successful, thì chúng ta có thể mở cái folder lên. Ở đây mọi người thấy cái folder của chúng ta. Ở đây mình sẽ export ra mọi thứ, thì các bạn thấy đây tấm AO đó, bicolor chúng ta, got scenic, hay map, metallic, normal, roughness và cuối cùng là specular. Đó là những cái map mà sau khi xong thì nó đã export cho chúng ta. Và với những cái map này chúng ta sẽ đưa vào những cái phần mềm khác để có thể làm việc. Như bạn thấy đó, cái map nó xuất ra nè, khá là detail không? Đó, những cái normal map nè, cái normal map này là những cái hay map nè, nó convert lên nè, đó các bạn thấy. Chứ thật ra normal map mà khi mà chúng ta làm việc á, nếu mà mọi người nhìn đi, mọi người nhìn kỹ đi, không? Nếu mà mình quay lại phần này mà mình bấm F3 lên, circle và normal map, mọi người thấy normal map chúng ta đâu có những cái detail đó đâu. Đó, những cái detail này là do nó convert từ hai map qua bên normal map, cho nên chúng ta sẽ có được những cái detail như thế này. Đó rất là hay. Thì đó là cái kết quả chúng ta đã đạt được sau khi sử dụng System Painter để làm texture. Qua video này nói riêng và cũng như là qua video về System Painter nói chung, thì mình hy vọng đã cung cấp cho mọi người những cái kiến thức cơ bản về những cái công cụ và những cái cách làm việc khi mà chúng ta làm texture trong System Painter. Và mình hy vọng mà những cái kiến thức này sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu biết thêm một cái phần mềm hữu ích, và từ đó mọi người có thể tìm tòi vọc vạch để có thể phát triển hơn về cái kiến thức 3D của mình cũng như là phát triển sự nghiệp của mình. Cái series System Painter này đã được hoàn thành, thật sự là rất cảm ơn mọi người vì đã xem và ủng hộ mình. Nếu mà không có mọi người thì
mình nghĩ là mình cũng không thể nào hoàn thành được cái series này đâu. Cảm ơn các bạn đã xem, và nếu mà mọi người thấy hay hữu ích thì nhớ like và share cái series này cho bạn bè để cùng nhau xem và tìm hiểu về phần mềm này nhé. Và subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo nha. Bye bye.